Kênh Đồng Khởi Nhà Quê đã yêu thương kênh Đồng Khởi Nhà Quê, ủng hộ kênh Đồng Khởi Nhà Quê, theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Thì lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh lời chúc thân thương và lời chúc sức khỏe an lành nhất. Thì do tình hình dịch Covid vẫn còn đang diễn biến cho nên các em chưa có thể đến trường đi học, mà các em học qua một số hình thức qua mạng, qua báo đài và một số cái hình thức học online mà các em có thể học. Thì hôm nay thầy và trò của chúng em sẽ tiếp tục học hát một bài hát thuộc về thể loại dân ca Nam Bộ. Đây là một cái thể loại dân ca mà từ đời xưa đã có, và từ đời ông bà của chúng ta để lại một số cái giai điệu dân ca thật là hay. Thì hôm nay thầy và trò của chúng em sẽ hát bài hát là Con Chim Chích Chòe. Bài này thuộc về thể loại dân ca Nam Bộ theo bài hát Bắc Kim Thang, đặt lời mới của Việt Anh. Và xin mời quý bà cô chú anh chị hãy nán lại xem hết video và để lại bình luận, bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Đồng Khởi Nhà Quê để tiếp thêm động lực cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê ngày càng được hoàn thiện nhiều hơn nhé. Và bây giờ xin mời quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh hãy cùng xem thầy và trò của chúng em học hát bài hát Con Chim Chích Chè thuộc về thể loại dân ca Nam Bộ. Hầu như là các em quá quen thuộc với một loài chim chích chè, là một loài chim có một cái giọng hót rất là hay và rất là đẹp, có những cái điệu múa rất là hay. Và thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát bài hát Con Chim Chích Chè, bài hát theo thuộc về thể loại dân ca Nam Bộ và theo cái lời của bài hát là Bắc Kim Thang. Thì lời mới của Việt Anh. Thì thầy xin giới thiệu là bài Con Chim Chích Chè được viết cái nhịp 2/4 và bài này được viết cái giọng son trưởng. Và tính chất của bài thì vừa phải. Các em hát với một cái tính chất vừa phải và nhịp nhàng nhé các em. Thì các em nhìn vào ngay đầu cái khuôn nhạc thì có một cái phá son và cái đó là một cái dấu thăng. Bài này được viết cái nhịp 2/4. Và để các em hát tốt bài Con Chim Chích Chè thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em luyện thanh, luyện về cái cao độ của cái gam son trưởng để các em hát cho tốt cái bài Con Chim Chích Chè này nhé. Thì giọng son trưởng gồm có son, si và đọc rê. Thầy mời các em đọc nhé, nốt rê các em đọc cao lên nhé. Son, si, rê. Các em đọc lại nhé. Son, si, rê. Rồi các em đọc cao nốt rế lên nhé. Rồi các em đọc nhé các em. Rồi thì mời các em đọc lại lần nữa nha. Rồi rất là dễ đọc phải không các em? Thì do cái bài hát dân ca cho nên một số cái tiết tấu hơi khó hát và một số cái tiết tấu hơi lạ lẫm với các em. Thì thầy sẽ mời các em sẽ đọc lời ca theo tiết tấu để cho các em dễ hát hơn nha. Thầy sẽ vừa đọc và vừa vỗ tay theo tiết tấu cho các em nắm nhé. Có con chim là chim chích chè, trưa nắng hè mà đi đến trường, ấy thế mà không chịu đội mũ, tối đến mới về nhà nằm trên. Ôi ôi đau quá nhức cả đầu, chích chè ta cảm liền suốt 3 ngày đêm. Ôi. Hầu như là cái bài Chim Chích Chè này là đã quá quen thuộc với các em, thì do là đây là cái lời của bài Chim Chích Chè, nhưng cái
theo cái bài là Bắc Kim Thang, thì Bắc Kim Thang Cà Lan Bí Gợ là cái bài này cũng quá quen thuộc với các em, chỉ khác với cái lời thôi nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát từng câu của cái bài Con Chim Chích Chè này nhé. Để hát tốt thì thầy sẽ chia câu của bài hát Con Chim Chích Chè này ra thành những cái câu nhỏ để các em dễ hát nhé. Câu thứ nhất là có con chim là chim chích chè. Câu tiếp theo là trưa nắng hè mà đi đến trường. Câu tiếp theo là ấy thế mà không chịu đội mũ. Và câu tiếp theo là tối đến mới về nhà nằm ghen. Câu tiếp theo là ôi ôi đau quá nhức cả đầu. Câu tiếp theo là chích chè ta cảm liền suốt 3 ngày đêm. Và câu cuối cùng thì hơi dài hơn nhé các em, thì các em gắng cố gắng hát nha. Thôi bây giờ thầy hướng dẫn cho các em hát mỗi một câu, sẽ thầy sẽ đàn và thầy sẽ hát giai điệu và thầy sẽ đàn cho các em hát. Các em nắm được không nè? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em nhé. Câu thứ nhất nhé các em. Thầy rất là dễ phải không các em? Bây giờ các em sẽ hát cho thầy nhé. Có con chim là chim chích chè. Rồi rất là dễ hát nhé. Bây giờ thầy sẽ đàn cho các em hát nhé. Rồi dễ hát phải không các em? Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em câu tiếp theo nhé. Rồi các em gắng cố gắng hát tốt về câu đầu câu này nhé. Chữ trường nằm ở nít rề cho nên mình hát hơi thấp nhé. Rồi thầy hát cho các em nghe nhé. Trưa nắng hè mà đi đến trường. Rồi câu này mình hát thấp xuống nhé các em. Rồi bây giờ thầy mời các em hát nhé. Rồi các dễ hát phải không các em? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát câu tiếp theo nhé. Rồi thầy hát cho các em nghe nhé. Ây tê mà không chịu đội mũ. Rồi các dễ hát nha, thầy đàn cho các em hát nhé. Rồi các dễ hát phải không các em? Và bây giờ thầy sẽ đàn câu tiếp theo nhé. Rồi chữ nằm mà các em liếng lên nhé. Bây giờ thầy sẽ hát cho các em nghe nhé. Tôi đêm mới về nhà nằm ghen. Rồi chữ nằm mình liếng lên hai nốt đó là mi và nó son. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn này cho các em hát nhé. Rồi rất là dễ hát phải không các em? Và bây giờ thầy sẽ đàn câu tiếp theo cho các em nghe nhé. Rồi rất là dễ hát phải không các em? Bây giờ thầy hát nhé. Ôi ôi đau quá nhức cả đầu. Rồi thầy mời các em hát nhé. Rồi rất là dễ hát phải không các em? Bây giờ thầy sẽ đàn câu tiếp theo nhé. Đây cũng là câu cuối cùng. Câu cuối cùng hơi dài, mình cố gắng hát cho tốt nhé. Rồi rất là dễ hát nha. Rồi các em nghe thầy hát câu này nhé. Ta cảm biến suốt 3 ngày đêm. Rồi thì mời các em hát nhé. Rồi rất là dễ hát phải không các em? Rồi bây giờ thầy sẽ mời các em cùng hát với thầy. Thầy sẽ đàn giai điệu và các em nói lại những cái câu mà nãy giờ thầy đã hướng dẫn cho các em. Rồi bây giờ thầy mời các em cùng hát với thầy nhé. Bài giai điệu rất là hay, giai điệu rất là dễ hát. Thì thầy mong là các em sẽ hát tốt bài này nhé. Và bây giờ thầy sẽ mời các em hát có nhạc điệu. Các em cố gắng hát sẽ tốt về cao độ, tiết tấu và nhịp. Và chúng ta sẽ thuộc lời ca sẽ hay hơn nhé các em.
con chim chích chè thuộc về thể loại dân ca Nam Bộ, lời mới của Việt Anh. Thì thầy mong rằng là các em sẽ hát thuộc lời của bài ca này, và các em hát đúng về cao độ, đúng về tiết tấu, đúng nhịp, đúng phách. Thì thầy mong là các em sẽ nghĩ ra một số cái động tác phụ họa để chúng ta có thể hát cho bài hát này thêm sinh động hơn, thêm hay hơn và hấp dẫn hơn. Và các em có thể hát cho cha mẹ, anh chị và ông bà và bạn bè của chúng ta cùng nghe nhé. Thì thầy mong là những cái lời của bài hát thì các em sẽ rút kinh nghiệm được từ bạn Chích Chè. Bạn Chích Chè đi đến trường mà không có chịu đội mũ, cho nên tối đến thì bạn Chích Chè nó bị cảm, thì bạn Chích Chè không có thể đi học nữa, tối đến mới về nhà nằm gơi. Thì mong là các em phải giữ gìn sức khỏe. Khi đi học thì chúng ta cần phải đội nón, và để thời tiết sẽ làm cho chúng ta dễ cảm bệnh hơn. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các em hát bài hát Con Chim Chích Chè thuộc về cái thể loại dân ca Nam Bộ, lời mới của Việt Anh. Thì mong là quý bà cô chú anh chị xem video và đăng ký kênh để lại bình luận góp ý cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê. Và mong là quý bà cô chú anh chị hãy đón xem những cái tiết học của thầy và trò của chúng em tiếp theo sau đây. Và bây giờ xin kính chào quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh. Xin hẹn gặp lại những cái video tiếp theo và những cái clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.